Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ trả lời một số câu hỏi của bạn đọc. Một số câu hỏi của bạn đọc gửi về từ Zalo, một số câu hỏi bạn đọc trả gửi về từ trên ở phía dưới comment ở phía dưới của trang YouTube. Tôi sẽ lấy đó để trả lời cho từng quý vị và các bạn. Dĩ nhiên thì cố gắng để trả lời cho quý vị và các bạn. Có một bạn trong chương trình Dân ta phải biết luật ta hỏi như thế này: luật sư cho tôi hỏi, khi có đơn bãi nại, thỏa thuận bồi thường giữa đôi bên thì có còn phải ra tòa nữa hay không? Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ phân thành hai trường hợp. Tuy nhiên thì một số tội đã được quy định trong luật hình sự. Hôm nay chúng ta sẽ sử dụng bộ luật hình sự năm 2015 mà có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2018. Mở đầu một cái câu chuyện vui nó như thế này để quý vị và các bạn biết, cũng đồng thời trả lời cho vị khán giả biết được rằng là có đã bồi thường đôi bên thì có phải ra tòa hay không. Tôi có một chị khách hàng thì người thân của chị bị bị cáo gây ra cho phía bên kia với mức tổn hại cơ thể là hơn 30%. Thì cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án đã đưa cái vụ án ra xét xử với cái khung hình phạt ở điều 134, tội cố ý gây tổn hại sức khỏe của người khác với mức tỷ lệ thương tật là bao nhiêu đó, khoảng bao nhiêu đó. Thì cũng một cái câu chị trả lời tôi, chị hỏi là hồi xưa đó, luật sư biết không, em có đơn tố cáo mà thật sự em tố cáo để em yêu cầu cái thằng bên kia để đi tù, nhưng mà không ngờ cả hai đều có thương tích, mà tỷ lệ của phía bên mà gây ra thiệt hại cho em, gây ra tổn thương cho bên phía bên gia đình em thì nó nhẹ hơn cái bên kia. Cho nên bây giờ em nói thiệt là em cũng với bên kia cũng đã bắt tay rồi, mà không biết có giống như bạn vậy đó, có phải ra tòa nữa hay không. Thì trả lời vào câu hỏi của chị thì tôi cho rằng là về cái việc tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 11% thì các cơ quan tiến hành tố tụng bao gồm điều tra, viện kiểm sát và tòa án sẽ tiến hành đưa vụ việc ra xét xử, xem xét tính chất mức độ thiệt hại. Còn cái việc mà thỏa thuận bồi thường thiệt hại nó chỉ là một trong những tình tiết giảm nhẹ mà thôi. Với cái câu hỏi này thì tôi sẽ đặt ra hai trường hợp. Thứ nhất, trường hợp thứ nhất là cái tội cố ý gây thương tích. Ông A ổng có gây ra thương tích với tỷ lệ thương tổn cơ thể là 8%. Ông tố cáo ông B. Thì khi mà tố cáo đến cơ quan điều tra thì ông B ổng cho rằng thôi thì tiền thuốc, tiền thang, tiền gì đó, thôi tôi đồng ý bồi thường hết toàn bộ là 10 triệu đồng. Thôi thì anh rút đơn khởi kiện, và sau khi thỏa thuận bồi thường cái số tiền thì phía bên ông A ổng rút đơn khởi kiện. Các bạn thấy không? Trong trường hợp này thì vị khách hàng thấy rồi đó, trong trường hợp này các bên đã thỏa thuận bồi thường thiệt hại về mặt dân sự, tuy nhiên cái tình tiết đó chưa đủ đến mức cấu thành tội hình sự được quy định trong luật theo quy định của điều 134, tội cố ý hủy hại, tội gây thương tổn cho người khác. Điều 134 nha quý vị và các bạn: người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến dưới 30% thì gì đó. Nếu như trong trường hợp mức tổn thương cơ thể sau khi đi giám định nó thấp hơn cái 11% thì chúng ta sẽ thỏa thuận và không rút đơn theo yêu cầu. Các bạn thấy không? Rất là rõ. Rồi, một cái vấn đề thứ hai nữa là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bây giờ tôi ông A nào đó ổng lừa đảo. Tôi hôm nay tôi đưa cho một cái em X
dò vé số giùm tôi. Tôi bảo rằng là em ơi, em giúp giùm tôi dò cái tờ vé số. Tuy nhiên em trúng thì em không đưa lại cho tôi. Tôi cũng không biết nữa, thì tưởng cái sự việc nó vẫn bình thường. Thì khi mà sau khi em dò, thì sau khi cái người mà cho tặng tôi cái tờ vé số thì họ cũng trúng với số tiền đó. Cho nên tôi lại yêu cầu em, thì em đồng ý. Em nói thôi chị ơi, mức vé số đó nó trúng 100 triệu. Thôi được rồi, bây giờ em lỡ em xài hết là 90 triệu rồi. Em xài hết 10 triệu rồi, em trả lại cho chị Thu là 90 triệu. Tôi đồng ý. Mặc dù là tôi có cái đơn tố cáo đến đến các cơ quan, như là cơ quan điều tra, viện kiểm sát. Thì trong trường hợp này tôi nói thôi thì bây giờ cũng là hàng xóm láng giềng, cũng là người thân, người quen, tôi không có yêu cầu nữa. Đó là trường hợp thứ nhất. Chúng ta có thể thỏa thuận bồi thường và cơ quan điều tra không khởi tố vụ án hình sự theo cái tội gọi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và đây là trường hợp thứ hai. X ăn trộm xe ở phía trước cửa nhà văn hóa thanh niên, và khi X đẩy xe ra thì phát hiện, và mặc dù cái chiếc xe, cái tang vật đó đã được trả lại cho người bị hại, tuy nhiên cái tội thực ra nó đâu có thiệt hại, nhưng mà nó tội đó được quy định trong luật về điều 173 tội trộm cắp tài sản. Các bạn ạ, người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt cải tạo hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Các bạn thấy không? Nếu trong trường hợp này cái người bị hại và bị can thỏa thuận bồi thường, nhưng thực tế các yếu tố để cấu thành tội trộm cắp tài sản đã hoàn tất, 4 yếu tố cấu thành tội phạm trộm cắp đã hoàn tất, thì bắt buộc các cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án phải đưa vụ án ra xét xử về tội trộm cắp tài sản, mặc dù các bên đã thỏa thuận xong. Tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn một cái ví dụ nữa. A ghét B vì cái tiếng nẹt xe, tiếng bô xe đó, và A đã dí đánh B, B sợ quá, B bỏ chạy, và A thu được cái chiến lợi phẩm này và đập nát cái chiếc xe. Thì khi mà B tố cáo tại cơ quan điều tra thì A đã biết rằng nếu trong trường hợp này mình đã đủ yếu tố cấu thành tội hủy hoại tài sản rồi. A kêu Bill lại, nói rồi giờ mày định giá cái tài sản này là bao nhiêu, là 10 triệu, 20 triệu, thôi tao đền cho mày. Tuy nhiên cái tội hủy hoại tài sản đã cấu thành tội rồi, tội này được quy định trong luật, mà tội này thì các bạn tham khảo nha, điều 178, người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác có giá trị từ 2 đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trong trường hợp này, giữa A và B đã thỏa thuận hoàn tất bồi thoàn toàn bộ cái số tiền ở cái chiếc xe mà A đã hủy hoại, mà bị can A đã hủy hoại. Tuy nhiên vẫn bị khởi tố, vẫn bị truy tố và vẫn bị xét xử về tội hủy hoại tài sản. Tôi cho rằng là tùy theo cái tính chất, mức độ hành vi, và mức độ hành vi đó được quy định trong luật có đủ yếu tố cấu thành tội phạm hay không, để các nhà làm luật và các cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố, truy tố và xét xử với cái hành vi phạm tội được quy định trong bộ luật hình sự. Hy vọng rằng câu trả lời này cũng là thay cho rất là nhiều những câu trả lời
mà chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta nhận được từ khách hàng, từ nhận được từ các bạn, từ quý độc giả. Nếu trong trường hợp các cơ quan điều tra đã thụ lý thì khả năng sẽ khởi tố, truy tố và xét xử theo quy định của pháp luật. Còn nếu như trong trường hợp các bên chưa khởi tố thì chúng ta cũng có thể thỏa thuận, mặc dù nó quy định trong luật nhưng các bạn có thể thỏa thuận được. Thưa quý vị và các bạn, tôi nghĩ rằng với một cái kiến thức mà trong cái quá trình hành nghề sẽ giúp quý vị và các bạn nhận thức đầy đủ hơn những cái tội được quy định trong bộ luật hình sự, và chúng ta sẽ biết uyển chuyển hơn khi chúng ta là bị can, bị cáo. Đó là những cái thông điệp mà cũng là một cái nghề của chúng tôi, những luật sư. Tôi rất mong muốn được song hành, cùng đi, cùng khó khăn, cùng trả lời những cái khó khăn vướng mắc. Có thể quý vị và các bạn sẽ hỏi những cái câu trả lời đưa thẳng vào những cái quy định của pháp luật, cũng có thể các bạn sẽ đưa những câu hỏi trả lời rất là chung chung, và từ những cái câu trả lời này, câu hỏi này, chúng tôi sẽ cố gắng chuyển đến một cái thông điệp chi tiết nhất cho quý vị và các bạn. Tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Quên nữa, tôi cũng có để một cái đường link phía dưới. Nếu như quý vị và các bạn nào có nhà ý muốn trả cho luật sư những cái khoản phí thì chúng ta sẽ có thể chủ động liên lạc với luật sư để có những cái cuộc tư vấn sẽ thật chi tiết và hài lòng hơn. Tôi xin trân trọng cảm ơn.